Hôm này chúng ta sẽ có giờ với cái này cái gift này là cái gì nhỉ? Thử mà. Ui giời, đẹp phết đó các bạn ạ. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PC Gaming. Bàn phím cơ thì anh em xem nhiều rồi phải không các bạn? Nhưng mà bàn phím cơ mà có màn hình nét thì không biết là anh em nào được trên tay và xem chưa? Mình nghĩ là chắc là cũng có nhiều anh em xem và trên tay rồi đấy, nhưng mà cũng rất là nhiều anh em chưa được trên tay và xem giống như mình. Đây là hôm nay mình đã đặt một em về đây để chúng ta cùng trên tay và xem nó cái màn hình đấy nó có cái tác dụng gì các bạn nhé. Giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp. Này mình thấy dán ở đây. Nhân vật chính của chúng ta đây các bạn nha. Được tặng kèm một cái túi rất là đẹp. RK Royal Glue Duck. Đấy. Ủa top 1 bán hàng luôn các bạn nhá. Top 1 hàng các bạn này. Và hai en Michigan Keyboard. Ui giời, top 1 về ngành hàng về bán bàn phím cơ các bạn ạ. Bây giờ tặng luôn một cái túi rất là dày các bạn nha. Lần đầu tiên mình mua bàn phím còn được tặng cái bàn cái túi như này. Ok, chúng ta sẽ để nó sang một bên. Để đến với nhân vật chính RK-S98 các bạn ạ. RK-S98 cầm trên tay nặng trịch luôn, nặng hơn rất nhiều những con lần trước các bạn nha. Chúng ta sẽ mở hộp xem nào. Nhân vật chính của chúng ta đây các bạn nha. Như này nó mới đúng chiều này. Xem phụ kiện trước các bạn nha. Phụ kiện thì lần này có vẻ như là khá là ít. Chúng ta sẽ được tặng 4 cái switch giống như trước này các bạn ạ. Switch trắng này. Và một cái tipuler, cả một cái cậy vỉ đây. Dây cáp này các bạn nhé. Dây cáp này vẫn không phải là dây cáp và buộc dù đâu các bạn. Đấy, nhưng mà nó lại hay ở chỗ là mình thấy có cái này nó có hai đầu này. Đấy. Nó có một hai đầu này. Đấy, một cái là tai C luôn. Và một cái chuyển sang tai A bình thường này. Cáp này khá là tiện đấy các bạn. Mỗi tiêu bộ đội là tiếc là nó không phải là bọc dù thôi. Chúng ta có một cái cover để đậy phím này. Cái này rất hay, đỡ bụi này. Đây là chính của chúng ta đây. Wow, cầm trên tay đầm và chắc lắm các bạn. Xem nào. Màu này rất là mát mẻ các bạn nhé. Nhẹ nhàng và mát mẻ. Màu xanh. Đấy, màu xanh biển và xanh da trời kết hợp với trắng. Nhìn cực kỳ mát mẻ và nhẹ nhàng. Và điểm nhấn quan trọng nhất của chúng ta đây chính là cái màn hình này các bạn nha. Đấy, lần đầu tiên mình có con phím cơ có màn hình ở đây các bạn ạ. Và vẫn có núm xoay các bạn nha. Và núm này xoay rất cảm giác này các bạn này. Đấy, núm này nó rất là mềm tay các bạn nha. Và mặt trên của chúng ta đang là có cái này nó gia công theo kiểu gì các bạn. Mà nhựa hay sao nhưng mà cảm giác sờ nó giống như kim loại lắm các bạn nhé. Các đường gia công khít khít này. Đấy, khít 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 luôn các bạn nhé. Mặt sau của chúng ta đây. Mặt sau của chúng ta vẫn có một cái miếng thông số của hãng này. Bằng kim loại các bạn nhé. Cái này bằng thép hay gì đó. Model là RK-S98 này. Con này là có cả pin nhé các bạn nhé. 31 có cả pin luôn. Đấy. Mặt sau trắng mít. Mượn mượn mượn. Đẹp phết các bạn. Mình bật đèn cho các bạn xem này. Wow. Chất lượng gia công này quá là ngon các bạn ạ. Mịn màng thôi rồi các bạn nhé. Chúng ta sẽ có một cổng kết nối B chuẩn A, tai A bình thường khá là to này. Một cái tai C này. Một nút on off này. Và cái nút gạt ở đây. Cái nút gạt đây mình chưa biết để làm gì. Này mới quá chưa biết để làm gì các bạn. Và cái này là kết nối 2.4 này. Đấy. 2.4 để góc này cũng khá là tiện. Và cái này nó có lâm châm đấy các bạn. Đấy, có lâm châm. Đấy, như này các bạn sẽ yên tâm mà nó không bị rơi mất này. Đấy. Mình thấy rất ấn tượng với cái phần gia công của con này các bạn. Khít khít. Cầm ở trên này thì mình cảm giác nó bằng nhựa thôi, nhựa toàn phần thôi. Nhưng nó rất là nặng và chắc các bạn. Đặc lắm, tiếng rất là đặc. Đấy. Đấy, con này là gasket mao các bạn. Theo như hãng công bố nó là gasket mao và nó có một lớp form silicone và một lớp form gì nhỉ? Một lớp form mút nữa thì phải. Theo như hãng công bố thì như thế, mình thấy nó có 5 lớp các bạn ạ. Và cái phần keycap này của chúng ta này, nó là BBT double shot nhưng mà không xuyên sáng đâu các bạn. Đấy, mình thích kiểu không xuyên sáng. Nhiều anh em thì không thích đâu nhưng mà mình thích kiểu không xuyên sáng. Nó không quá lòe loẹt đâu. Phím phiếc cái này là profile
profile này rất giống của Chery, nó có tên là gì không mình không nhớ lắm. À, chúng ta sẽ xem cái keycap này. Keycap này là BBT double shot nhưng không xuyên sáng các bạn nhé. Phím rất là dày dặn luôn, full phím luôn các bạn nhé, full key chắc chưa ấy, phông chữ rất là sắc nét và đều các bạn nhé. Chung là mình khá rất ấn tượng với cái gia công của cái con phím này, rất là sắc nét, nhưng mà soi kỹ thì chúng ta vẫn thấy có hơn một chút bavia này. Đấy, cái này mà chúng ta về chúng ta lúp lại vệ sinh thi cho nó phẳng thì nó sẽ đẹp hơn này. Này sờ là vẫn hơi gợn tay một tí, tuy nhiên thì các bạn có thể thấy là cái thành keycap của chúng ta rất là dày và phông chữ cực kỳ sắc nét các bạn nhé, đều và đẹp. Đấy, con này cũng được mốt giống hệt như cái con hôm trước 900k này. Nó có một lớp phủ luôn vào cái phần thanh này để tránh bị gọi là lọt tiếng các bạn nhé. Và cái plate này của chúng ta thì mình theo như mình đọc thì cái plate này nó là plate bằng kim loại đấy các bạn, bằng kim loại, cái plate này bằng kim loại này các bạn này, và cũng được lúp dầu sẵn này. Đấy, đây đấy. Cái này cũng được lúp dầu sẵn nhé, mình nấp cho các bạn xem. Rất là chắc luôn các bạn, chắc như cua gạch, chắc như cua gạch luôn các bạn. Blade giờ đây thì đúng là kim loại thật các bạn, blade này bằng kim loại các bạn nhé. Đấy, blade kim loại luôn, thằng nào nó lặng thế. Bây giờ mình sẽ lấy một con kia, cái này của chúng ta nó là mạch xuôi các bạn nhé. Đấy, switch của chúng ta đây các bạn này, switch này thì nó cũng giống cái con hôm trước mà mình trên tay cho các bạn, con 700k đấy, switch là switch 5 pin này, và cái switch của nó cũng chắc chắn các bạn nhé, và cũng màu trắng này, vẫn êm như con đấy thôi, chỉ khác là con này nó là mạch xuôi các bạn này, mạch xuôi này, ấy, và chúng ta nhìn đây các bạn nhìn thấy fan nó dày không, ui giờ đây các bạn này, blade của chúng ta này, đến cái fan ở dưới này, đấy, sau đó mới đến cái mạch của chúng ta, mạch này là mạch dày 1,2 ly các bạn nhé. 1,2 mm. Đấy, nói chung là với con này thì mình thấy độ hoàn thiện của nó rất là ok luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần led của con này. Ở đây mình thấy có nút on off này, chúng ta sẽ bật thử để xem. Quan trọng nhất là cái màn hình này, chúng ta chưa đến với cái màn hình này. Bật thử đấy, ấy màn hình sáng này các bạn này, ô nhỏ nhỏ RK Royal. Đấy, màn hình này là TFT thôi các bạn, không phải là màn LCD đâu, không phải màn led đâu. Ấy, sáng trưng này, hiện giờ này, ui ngày đúng luôn các bạn này, có giờ này, có pin luôn này các bạn này, và các mode này, đây là đang để là Windows này, và mode là cắm dây này. Chúng ta sẽ thử xem nào, xoay này nó là volume các bạn nhé, bấm nút này nó sang chế độ này, đây là Bluetooth này, Bluetooth 1, 2, 3 này, có 3 mode Bluetooth này. Đấy, sang loại có qua không dây này 2.4 này, và có dây này, đây là màn hình home này. Hôm này chúng ta sẽ có giờ với cái này cái gíp này là cái gì nhỉ? Thử đi mà. Ui giời, đẹp phết đó các bạn ạ. Ui giời, nhiều chế độ phết, vui đấy. Cái này nghịch nghịch là vui đấy các bạn. Chỉnh sáng này, màu này, độ sáng này, speed tốc độ này. Cái này là ngôn ngữ này các bạn. Ui giời, nhiều chế độ phết nhưng mà chưa lên led. Để mình chuyển sang chế độ không dây thì nó có lên led không nhá. Đây, sang Bluetooth đi. Bấm nha, bấm cái này là nhận này các bạn này. Bùm, ít rồi. Led rất đẹp đẹp và đều. Nói chung là led thì nó vẫn giống như những con khác thôi, rất là mượt mà. Đấy, và nó không xin led nên là chúng ta nhìn nó sẽ không chói, nhưng mà ánh sáng như là đều các bạn nhé, rất đều và mượt luôn. Đấy, hay phết đấy các bạn ạ. Cái phần VV này hay phết này, nó đang tìm thiết bị này. Ấn nút nữa là lại hết này. Đây, cắm dây này. Ấn cắm dây cái thì nó mất len nét các bạn nhá. Cái này phải liên kết với máy tính. Ôi da. Có cái màn hình này thỉnh thoảng nghịch hay phết đấy các bạn ạ. Úi giời. Trang trí thêm nhưng mà cũng hay vì nó chuyển được rất là nhiều mode để chúng ta điều khiển ở trên này. Mình chưa biết cái nút gạt ở đây nó còn cái nút gạt đấy là để làm cái gì này. Đấy. Chưa biết. À, cái nút này để tắt led nhanh à? Tắt luôn này. Đấy. Ơi tắt led nhanh. Được các bạn ạ. Úi giời, tiện phết đấy các bạn ạ. Úi giời, nói chung là rất là ok các bạn ạ. Vui phết, lần đầu tiên có một con phím có thêm cái màn hình led là có rất là nhiều chức năng vui vẻ để chúng ta sử dụng trong những lúc mà
chờ lát trận các bạn ạ. Bây giờ đến phần quan trọng nhất là chúng ta sẽ sao test con này các bạn nhé. Các bạn chờ lát đi. Ok các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất là sao test con này. Con này đã được lúp sẵn rồi và có cả gát ghép mao các thứ với các bạn. Giờ chúng ta sẽ thử xem là âm thanh của nó như nào các bạn nhé. Hey, con này nhìn màn hình rất là vui rồi các bạn. Hay phết. Thử nha. Mình cảm giác như con này thì nó cũng êm ấy, thế nhưng mà cái phần cái nút cách này nó vẫn hơi lạo xạo một tí. Nó kiểu như nó va mà nó so hay sao ấy. Cảm giác nó không mượt lắm bằng con kia và nó cũng hơi bị lỏng lỏng một tí này, nó không chặt như cái con hôm trước các bạn nhé. Cái này chúng ta phải lúp lại cái nút này. Nó còn mấy cái nút nhỏ này đây. Rất là mượt các bạn nhé, đều tất cả các góc. Nói chung là với một con phím có cái màn hình này nhiều lúc nghịch ngợm trong lúc chờ loát trận rất là hay các bạn ạ. Và ngon, nói chung là build chắc chắn, chất lượng gia công hoàn thiện ngon. Đấy. Rồi xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.